Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2023, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu ban ngày nắng gián đoạn, trời nhiều mây, chiều và tối nay có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ. Dự báo cụ thể thời tiết các khu vực tỉnh trong đêm nay và ngày mai 13 tháng 10 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 25 đến 27 độ, ngày mai nắng gián đoạn, chiều và tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ 32 đến 34 độ, độ ẩm 76 đến 81%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 25 đến 27 độ. Sang ngày mai xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Gió đông đến đông nam cấp 2, độ ẩm 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Gió đông đến đông nam cấp 2, độ ẩm 78 đến 83%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió theo hướng đông bắc đến đông nam cấp 2 cấp 3. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 10 năm 2023, mức nước cao nhất 390 cm vào lúc 1 giờ 45 phút. Và mức nước thấp nhất 180 cm lúc 19 giờ 30 phút. Không khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay trong lành. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong toàn tỉnh đều cho kết quả tốt. Chỉ số chất lượng không khí AQI dao động từ 7 đến 44, phù hợp với các hoạt động ngoài trời của tất cả các đối tượng.